Đó, chẳng hạn đang dân và to tiết từ là bỏ dưỡng tầm bật dân bàn dị kinh rồi ai bị lẹp nữa bần tay đời xa anh ấy viên khu tịch nó được chi chả rán dân nhung dị làng quýnh thả ta process viên mạch cho nên không có lại nên cứ dân riêng chả rán technology trên technology thì dân riêng tìm mối cứ đã tôn mà vi lẹp cho nên tầm bật viên mạch chỉ topic đại dân riêng này không OSPFT, which is topic để dân riêng tăng phí, CCNA, PFP. Nhưng dân riêng bị VLAN, dân riêng bị Virtual Local Area Network, đại dân ai bàn chạy LAN chỉ tràn nơi khả switch thêm mùi, bình chân ấy. Với by default, switch cứ miễn tại mùi VLAN này, cứ VLAN mùi. Group port đang ốc cứ associate cho mùi nữa. VLAN mùi. Chứ như người riêng VLAN, ta ta dân ai bàn chạy điện, yeah. Vì tại mùi thế, nhưng ai bán trái bán đó được VLAN. Hai, miền IP khóc nha thịt. Nhưng IP bị khóc nha, bán này ta đầm nàng ai bỏ khá domain khóc. Khóc nha, mình chẳng ấy. Đầm nàng ai bỏ khá domain khóc nha. Chẳng này đôi khi nha đấy, vì tại mùi thế, nhưng ai bán trái bán từ chia P department đã miền subnet khóc nha. Chẳng này cứ chia concept đã dừng dễ bẻ bọn cho mùi nâng Virtual Local Area Network, cứ VLAN. Chẳng bên nào dừng dễ bị VLAN có dừng dây phong đá bị trunk interface để dân config lại đi cứ dân tra config biết từ chia trunk nếu con từ đây VLAN kinh dây tha bà sân chia port na đã chọn ao VLAN tràn chọn cắt port nên từ đây chia port trunk ủ thì họ port mới này cứ chia port đá cần này từ cán PC trong bên này tha admin VLAN tràn chọn cắt đấy vì chọn cắt tại mỗi PC chúng mình đây thay dân trai configure từ chi access chúng kia dân ai chạm dân clay tha bản thân gì dân configure từ chi access bản này tha miền tây một VLAN này còn tại bây dân configure từ chi trunk cứ đơn tầm miền lớp pi mùi vì anh pi bay rồi có chân trên nữa chúng kia dân ai chạm này nữa interface na đã miền VLAN chân cho các cứ từ đây từ chi trunk liền chân lại này cứ từ chi trunk là sai cái VLAN dop hai đường VLAN một phái, bên nào đường VLAN chọn chân được hàng cái đó, cứ đặt khác tới cho lòng cách, ác sai mỗi điện. Nhưng mà những thời configure biết được chứ, tới chữ trunk. Trên đây có nông configuration bao giờ cứ dùng nâng configure port này tới chữ trunk, hay dùng configure port này tới chữ access. Dùng đến phong đáy, ông bị link aggregation. Bên nào thì dùng miễn, sai pin chứ, hay dùng down, tới switch song khang bấm này. Bạn sẽ nhìn dưỡng ở thơ link aggregation tế STP nâng thua ca block link nâng by default mùi nâng nông chân ông bì nâng nâng trở bàn block đói LAC xong tốt đói STP chứ nằm bay đọc slide bà nhà của mọi STP block dưỡng ai configure ảnh nâng tới chia link aggregation đây nâng nông Cisco kì tay để bà bì Ether channel chứng Ether channel cứ chia concept để dùng ai bind physical link P được cái tràn chuột này tới chia logical link thêm mũi chứng bên nào để dùng đặt physical link P nâng ấy ở chỗ này bạn này thì dùng miền logical link tại tại mũi ấy bên nào dùng miền logical link thêm mũi STP chụp kết thả nâng cứ chia network xong tốt cứ chia xài khóc này tới đây STP nâng kết thả về cái chiếc xa tầm mùi dân bị chụp lạc ấy, khi này dân khơi nhé bây giờ dân phải lấy STP 2 bài tông dân lý nâng chụp lạc đòi STP ấy để ra tay STP kết thả anh nâng cứ chỉ liên tay liên tầm mùi men liên bị khóc này tiêu đấy cho nên như vậy tại tông liên aggregation cái này có tại tông liên aggregation đấy nếu có nông real world deployment nơi chỗ lõi này có khi dân ai configure link aggregation đấy còn tại nơi không tụt policy này nhóm chạp tiền tới việc qua port chân nhóm đại tâm link tâm bất chìa bài bạc thí khi dân ai đã tới chìa link aggregation ban ai tới chìa ether channel ban đời sao dân cao phía đặt một link nơi sao một link tiền chẳng này nhóm xong càng tiền của mà xin chìa và lại thì ra cho một phần khó xin nhưng mà xin chìa phụ hợp phí link cho mình lừa đảo cho dân ai thôi ether channel ban này ban và tại nó lơ rọt nó lơ packet tracer on support đi và tại maintain thứ bạn mình router bởi sân chỉ
chiên S3 version client thưa bạn được router bộ series CSO rồi có bộ IOXO anh thưa bạn nếu không pakai tester thưa bạn này chẳng như mà vậy khi ta ở ta có bộ layer 3 device cái dương ai thưa ether channel bạn này mình ta chỉ router mình ta chỉ firewall cái dương ai thưa bạn còn ta sẽ để dùng trừ take precaution trừ tập phòng bị giật cứ mở model phong model class on support chẳng ạ và đây chỉ rốm chỉ tụ tư support tầng ọt nè nếu không real deployment maintenance cái này ní cứ mấy router thế bây giờ firewall phía chẳng đã kê deploy nơi edge network cứ chỉ firewall mà chỉ router đã là dương riêng trầm CCNA cứ dương dây là router sân thua chỉ layer 3 y đâm bay cái này tới internet ok chẳng clear nè cứ chỉ rốm dương ai thử bạn chúng ta đang dùng riêng link aggregation đã dùng SQL hay là ether channel hay logical interface bao nhiêu cứ dùng configure để chia port channel chúng ta dùng riêng phong đa làm việc OSPF cứ chia mê riêng bao nhiêu để dùng bàn riêng khung mê riêng tìm mùi hay là khung mê riêng tìm pin cứ chia dynamic routing protocol đã dùng ai pra đầm bấy advertise route ở cái này tự vệ nằm một chúng ta khuyên thay nơi lại này cứ mê device này mùi Device này mỗi đã participate nơi khổng OSPF configuration. Chính khi ta router tìm mỗi bạn connect mà call switch hai call switch mỗi tiết nơi ạc lại ní cứ nhóm lưu tì hoa để xa mình khi dưỡng xuống thả ta bởi xanh chỉ mình add call switch mỗi tiết ta vì nâng learn default route on. Chính khi nhóm add mỗi chính bạn này ta bấy nâng cứ việc participate nơi khổng OSPF area 0 chúng mình này tha việc cứ thân được khung backbone area chúng chỉ rúm về đại dương design network khung topology tôi là mồm cứ dùng ở trong bài chạy area t chẳng đâm bay deploy rule cứ dùng ai thưa ta mà area tới ba này chẳng ខ្ញុំសួរអូននឹងពីបាទបាទអឺនិយាយពី OSPF ហ្នឹងបើសិនជាមានលើកតោថាលើកំពូលហ្នឹងគឺយើងមានរ៉ាវទ័រទាំងអស់កំពុំមកចាំដែររ៉ាវទ័រដែលគួរប្រឋានបើយើងនិយាយពី ខ្ញុំនៅអត់អត់ទៅគ្លៀលហើយនឹងខ្ញុំអ៊ីនទើរហ្វេសរបស់វានឹងនៅពេលដែលយើងខនហ្វិកជា OSPF ត្រាងអ៊ីនហ្វមេសិនរបស់លីងស្តេតរបស់វាយើងហើយខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំឲ្យវាសូរ router ពីអត់មានចេញឲ្យមកទាំងអស់អឺអាហ្នឹងទីមួយគឺបើន័យថា interface មួយនេះហើយនឹង interface មួយនេះវាអត់ form neighbor ពេលណាវាអត់ form neighbor គឺវាអត់អាចឡើងរ៉ោតបានទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុង bản thân chỉ không cần này đã dùng trong configure nơi Chrome OSPF section các bạn đấy bạn này thay dùng nơi Chrome một điều lại này dùng mình config dùng mình config hiện tới dùng mình trung chưa được vậy cho bạn này thay dùng nơi không global configuration mode dùng ai vay comment router OSPF trong máu lịch mua trong máu cho những ai advertise network lại đi bạn cho nên cứ chuẩn bị tìm mối chuẩn bị tìm biết dùng ai vay via Chrome interface chẳng dùng thư mới nào các bạn đấy ở điện cần thay nghĩ sụt chúng ở đây khó khăn này thì đối tượng này thì chúng mình này thao về dương ai cho nó lưu interface của bạn cho nó lưu global configuration mode mà nâng ngày tạm bất ảnh đi về mẹn global configuration mode chọn thế vì nó không OSPF section ok nâng ngày chúng dương ai rơi môi nào của bạn đã dương prefer chúng vì ở miền quân bị giỏi, phò bị giỏi vậy thì
Say đèl ai miên bây giờ chiến cứ không nấy dân ai thưa rau summarization bạn vận tải nơi dân đi ở toàn đó nhưng mà toàn gì đồng ý mọi vì như vậy Nên cũng nâng nâng là sao cảm ơn mua cái đại cái đạt non information bạn originator của chứ như vậy ở đó OSP ở bác chúng nó tí 4 cứ dân vậy là đó default route propagation. Nếu cái nông trong mê riêng OSPF nhưng bạn riêng concept mới cứ default route propagation. Trên default route propagation này dạng clay bạn này thà viên nâng dọc default route cho được cái nông OSPF database. Bạn này thà mấy? Bạn này thà chỉ tu tới bên nào để dân miền default route trên từ càng cái internet đó nè. Nhưng chưa đặt thì dân bên nào để dân chọn lại internet dân ở figure default route đó mình chắc nè trời ơi chứ là default route nên OSPF nên cứ chia route đã thật nó cũng domain khó khăn OSPF cứ chia dynamic route default route còn là chia static route và phê bỏ static route mỗi chứ là phí nên viết thật nó cũng domain khó khăn bà đấy cả dương riêng routing protocol concept tập bộ như bạn dạy ta routing đã miễn đã thật nó cũng domain khó khăn cứ ở đá chỗ khăn bà đấy viết thật nó cũng autonomous system khó khăn chúng default route hay nâng OSPF cứ chỉ route đã thật nâng nâng autonomous system khó khăn này đảm bởi ai route bị nâng A châu khăn bán cứ to để dân thư route redistribution chúng bạn này ta bởi dân chỉ nhóm ad configure default route originate à default route nâng cứ viết thật nâng lỡ tay lỡ router nâng mùi thì chúng này ở switch nha cứ ad ban default route nâng màu chúng bạn này thầm ấy client này bên nào đã traffic về làng mà đó call switch ưu tiên hóa ta bị ping 777 này cho bây traffic về lang mà đó call switch thuộc cả look up nơi khu nông routing table bảo biết vì ọt khuyên default route tạo bên chân vì nâng drop traffic nhật lại nâng mô chân xa nâng client bảo dưỡng ọt lại internet rồi vậy đảm bây ai à default route nâng lại nâng vì check cho bán cứ dân trở bài comment default information originate vì nâng chạp cho OSPF ở xin tốt default route cho được nó OSPF domain. Thưa bạn nâng switch ní, I learn default route change p statically configure default route lên ní. Chân client được on ní, I learn internet bạn. Chân nâng cái chữ concept á. Concept bó default route propagation. Cứ inject default route cho được nó OSPF domain. Anh bạn nên chậm. Chân vô lên này. Còn bạn mỗi mỗi cái là của comment mỗi cái là chân comment này để chuẩn bị chân C mà cái của nó oh Jason C bạn bạn của nó em cho chú bao xe khi mình tính oh giờ tới bên nào đặt USB P ưu tiên họ ta dùng miền router thì mỗi router thì P đảm bảo USB nó add share link state information thì ở là say nhớ bạn lưu tra tại router pin nó vi form adjacency đảm bảo router pin nó form adjacency vi tra cho long cap bumper OSPF state tí mùi dừng miền down state tí pi dừng miền init là hô từ đó full chứ đảm bảo form adjacency bạn router pin nó tra cho long cap bumper state này chứ bạn vi form adjacency bạn forming adjacency ban này tha we add share LSA ban share LSA ban ban này tha we add construct link state database ban chúng we add calculate chain route ban share cái này tới mà vậy anh em ban này anh em chia adjacency đối riêng nơi chết khang đi chứ anh em gọi adjacency ấy nhớ chưa mình đây chẳng perform adjacency hay ban này tha route này gọi OSPF conversion bên nào đó OSPF conversion we converge và này thay database via synchronize chẳng vì vì share của mình này complete hỏi anh chớ anh bạn này thay vì JSON agency anh chơi nhưng mình tiết tại tôn chỉ muốn network address translation anh đang dùng ở toàn riêng tế
Bên tai còn là dùng đăng concept tha bên sân chỉ trong line internet, tòa thì dùng thuở network address translation. Cho nên chia concept tu tới đã là nhóm prap khi dùng. Giờ khi dùng mình là kế thừa đang hào nhất. Buổi pi bảy ngày nữa bên sân chỉ khi dùng mà thứ ba chỉ mình dùng đôi chia ra làm gì. Chừng ngày nắng nhung dây trâm và phần nắng hai nhung show khi dân bị comment line nên lên đừng tích hai nhung tốt bè khi dân thua làm hạt nắng bà sân chỉ mình xin đuổi xuống bà sân chỉ thử xua tới đi ăn bán nhung ai remote tới công tên này nọ thì bạn đồng bày check thật ra mình phải nhảy chứ là nhung mà show tích nó là router ní chỉ rùm cứ dùng miền USBF configuration đấy. Đôi khi dùng bàn xua mình đang thả bật sân chỉ USBF form dùng cua prao command này đồng bày troubleshoot cứ dùng anh prao show IP USBF neighbor. Chẳng show ISPF show IP USBF neighbor cứ chưa command đa dùm khăn mối đồng bày show neighbor table. Chẳng bây dùng vài command năng quyền năng bật chạy prap thả ta miền router ấy khá miền layer 3 device khá đại cần đại màu viên. Chẳng nên không có lại năng prap này thà vì miền neighbor mũi hay neighbor đang miền router ID mũi 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 chứ router ID mũi 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 này à mũi này hết chứ bạn này thà à mũi ní à pin ní cứ vía trên neighbor mũi kia à mũi ní miền router ID mũi 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 à mũi ní miền router ID pi 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 chứ bây giờ vay comment dùng vay comment show IP OSPF neighbor cứ vía đã full. Nhưng phần này nó có nghĩa là mấy nên thả bởi sân chỉ full bởi này thả we form adjacency. Biết là full này. Khi dùng vào IY của mình show IP USBF neighbor dùng mở lại state này. Dùng full nó vì smart chỉ mỗi nó adjacency. Bên này đã vì load mà đó full bởi vì add share route ở cái này thử với nằm ở bàn. Nếu không real work chung cao config máu vì ở trên full chẳng này. Vì ở trên two way chúng ta chạy extract ấy chứ anh đang ở đài USBF kèm thầm năng việc lên rào đi connection dưới trở bàn đài vậy nhưng cái này nó cứ dùm khăn đài về troubleshoot bà dân chỉ khi này dân khuyên full bà này ta cứ vì ok vì ai form adjacency chứng router bí nó ai share route ở khi này tự vệ nằm bà này cho nên là cái troubleshooting scenario cứ vì dùm khăn comment năng comment mùi tiết đã dùm khăn đài cứ dùng ai vòi show IP USBF interface biết show IP USBF interface bạn này ta dùng nâng rock interface này để dùng enable USBF với chung cao interface chả nè dùng ở đằng thầy dùng enable USBF nâng nông interface này dân cần mà nâng ai chua dùng bán nâng nông configuration maintain khi dùng ai pra bị brief mùi tiết bởi tại nâng nông USBF xong tốt nâng nông packet tracer vì ọt support dân biết show IP USBF interface có dùng khăn đá dùng make sure thả ta interface nạc khlác nâng lửa router nâng đã dùng enable USBF. Giang lại này cứ dùng enable USBF lơ physical interface mùi này trong vị app hỏi. Nước nó lại nó có mình comment mùi đa dùm khán cứ dùng show USBF database chẳng cứ dùng show link state database bộ USBF bây dùng show link state database dùng khơi bộ mình mà chùm luôn dùng khơi mình LSA type 1 này cứ chỉ LSA type 1 thì chỉ LSA type 1 vấn đề dựa toàn đến đó đi mà toàn chứng ngọt đi LSA type 1 dựa miền router same same bị device khúc khúc này device miền router ID 2 router ID 1 router ID 7 chân tới chẳng advertise router cứ chỉ router để advertise router đồng màu chẳng dựa của miền phòng này bị LSA type 5 đã là say type 5 cứ chia autonomous system external. Chứ những khi ta này cứ dùng miền đấy autonomous system external. Chứ những mơ bắt đầu tiết dùng miền configuration mùi đi. Chú mơ này. Chứ nằm bay ai default route anh ấy dùng config default route lên the internet. Hai bà sân chỉ dùng trong ai à default route nâng lẹt từ đó là switch như đấy bởi những đơn ấy thì nơi cái đó nó dùng mình switch nhỉ cái dùng mình switch đi là bởi trong OSPM thật lẹp vào đó switch như đấy cứ dùng trở vài comment default information originate
Chứ năm bay ưu ti ho nó lơ cả lại nâng nhóm ai nè bờ này thằng học này bây giờ cho bạc lại chẳng như ngay vậy control C lên bộ mối thế đại đấy chứ như ngay show IP route nhưng show routing table nhưng cái tha dương miên entry mối nè dương miên OSPF external type 2 đại vía generate màu vì OSPF kê đấy và tai vía E2 chứ như mơ lại nè E2 nó chị E2 nó cái gì OSPF external đã lớn một bí router tí tí mùi nên ở này ai khơi ta vì lớn ở nâng màu bình á cứ vì lớn màu bình nét hộp mùi nè hai exit interface với cứ mùi nè nhưng cái này cứ chuyển nét hộp cái này cứ chuyển exit interface và ở đây dân bàn chạy ở đây bà dân dây bị exit interface cứ dân dây bị interface bà dân dây bị next hop cứ dân dây bị IP không nhé dân bà dân dây bị next hop cứ dân dây bị IP dial next hop bà này thằng IP là nó chết dương bà ta mẹ bao dương này nhớ dù lên nâng này với bị thằng next next vì mẹ bao luôn ai nhớ thì hay là dân dây bị sao lấy cho next to bà này thằng mẹ nó là chết dương nơi các bài dương và tay mẹ dương này tôi bị exit interface exit interface bạn này là bỏ dương cho họ chân nhận ủ thì họ ta dương là lừa router mùi nắng dương là switch mùi nít nên họ bỏ dương cứ IP và vấn đề còn tại exit interface dương cứ interface là nơi lừa luôn này của toàn anh nó cứ chỉ exit interface giờ đấy này dương dương a về clay tha exit interface cứ chỉ interface bỏ dương dương chân tới chỗ ná thuyền ná cứ anh cứ chỉ bỏ dương vẫn ta nên hop mình bỏ dương này nên hop cứ chia IP đã nữ đại dương từ từ can về mà next to từ can về chứ dương clear cái này nè cho nên lại nếu như khi ta bị lên bài nâng bà sân chia nhóm đỏ nhóm đỏ nhóm YOSPF mỗi nhóm đỏ default origination chẳng mơ bà chỉ concept vì nâng bật default route nơi lỡ switch nhỉ với những chụp advertise này những chụp advertise bạn này thay dựng đọa default route trên POSPF domain nhầm show mà nó tiết anh đi việc kèng tiết đây thẩm bất việc trời ớ nhầm lực ra nhầm ra chuyện này sri anh đi việc kèng trả về thẩm bất việc trời trời chánh cho bao nhiêu xích nền đi vì chọn kèng với cả với việc trời off vì ở lại nơi miền default ra thì vì kèng hơi cho nhóm ai sale hay nhưng mà đi bút với vì nâng bật default ra đây tạm bất packet server dẫn môn môn stable và ta bởi dẫn crowd crowd nhóm phá đuổi chìm sơ stable sao hay bởi dẫn gì nè tặng ọc như tâm riêng chế tiết vì ai mình cũng bị bắt chân một thì mỗi dường ở đang thời gian thử khỏi mình chơi giờ đang thời gian thử lập hành năng khóc rồi có software nó mới khóc vì bạn chắc đôi nhóm chắc nhóm lập thử chân chạy máu nhóm đang là bị khỏi nhưng khi lấy miền này ủa đi lấy miền tặng ọ không lớn mà tiết đây chẳng là toàn trai kì chụp nhóm chạy mới dẫn vì này chóm nhóm lộ toàn ọ chẳng phải vì này nhưng vậy nó em copy về màu mà không nói là ở tía chứ copy nó information originate nhưng lúc bị trên bị đào tờ nhưng chỉ dưa mơ mà đón tiết bị ọc mẹ nó nơi tiền nhưng mà chúng ta thường việc bạc cái gọi ấy thế chúng ta bởi dưỡng thường chẳng tới của là bạc ở miền ở đâu mình cái nhung
chung một lần tiếp nơi miền tiết no the four originate ở lúc ba đại ghế chứ mà nhung thay vì bác á thì dân khơi chạy sài này vì bác á chân cùng chưa chạy việc lăng bế bên này khi dân thua ọt đá nó lỡ packet tracer mình bỏ cả khi dân thua khỏi vì ai xô quen với bác bác cũng mới chơi cùng cái này nhỉ vậy cái này low chain anh đó anh đó oh anh đã tôi này sys lock ấy đã tôi sys lock bên này đã mi này json pop up nơi terminal form vi form wsps load full load ấy đây chỉ nằm mượn vi load chéo nè anh đi về tôi miền lock chỉ mới nhom nhom tí hoa chỉ mới nhom đi bốn mỗi khi này vẫn khơi vậy nè nè chạy anh đang cái hàng lock á anh chạy anh đang cái show anh adjacency lock này chứ mà sân chỉ riêng nâu adjacency lock bên này ta perform adjacency bảo trình assist lock nó màu ấy assist lock nó lớn thơm mình nói chứ vì còn là phần tay mình đã tôn một configuration này đã tôn một lock để tôn một lock nè chẳng dư nâng riêng là lock nó nâng nông mê đi monitoring dư nâng sys lock giờ này bởi nhóm đo chẳng chẳng POSPF chẳng mà đây thả mỗi này vì lệnh lớn này vì lệnh lớn nè kế anh này mới biết lệnh lớn OSPF đi OSPF learn và thấy vì mở chung OSPF neighbor vì learn ta ok đây chứ vì learn khi dân khơi anh ta lỡ vì bắt ở default đó nó bắt được đại sao tại cái dương ở bàn váy comment default đó nó lỡ đó thôi nè chứ mà này nó lỡ switch nhé rao thương thể bố lấy miếng này nó lỡ switch nữa mà này ta lấy miếng default đó thế này đại sao tại dương lúc ở default originate chứ anh bị đó thôi nè tại mình nhóm chỗ ta đạo với nhóm cho configure terminal OSPF router OSPF process ID là dump nhóm configure call mình nâng và hai chữ nhóm vai lý mùi chụp call nhóm luôn này chờ tha số về bạc nè đã sao nhóm mình là lý mùi đi bây giờ lòng mà tới lúc mà đi chênh mà bây giờ lòng thì dump no nhưng đã default originate mà mình phải nhung có phí khó mà nhung bây nhung vay của mình mỗi nâng hay nhung cho từ chạy suy ní cứ suy nâng nâng lớn default ra xa thông mấy ok ập miền thế anh em miền bây nào đã lớn default ra một chân bạn này thả bây nào đi bây pin tâm 777 cứ vừa rồi chúng ta phải làm một đoạn này phải làm một đoạn call switch bởi đợt sang call switch những chỉ kết với bố biết vừa rồi mà call switch bên này đại vừa rồi màu call switch nên thưa ca look up nên nó đào tin để bố bị look up cái này mà đong vì mới tới ắt khơi bầm bầy bầm bầy bầy nó sọc giờ mà này thà vì nó rồi traffic từ căn gateway of la resort chúng mình trong cái đó cứ về những chain tám zone chẳng bên này trên tam zone switch nâng đăng thay ở bản thân chỉnh chẳng viên rồi traffic tới mũi chuẩn bị chẳng viên rồi traffic lan tới lời điện chẳng ấy bạn bị ai tới đâm bảy bạn bản thân chỉ chỗ đó router ni miễn default đó tới can internet chẳng viên rồi traffic lan tới chẳng khi anh khởi process bao giờ chẳng viên thời can look up thằng router table viên rồi lan tới lời osp up nâng viên thời can rồi traffic lan tới lời router thu nát hay lan internet bạn nên cái chiếc concept tụt tới chào mỗi ní về participate nè con ông OSPF đấy suốt thà về learn default đó đúng không we learn đây ok nè we learn default đó đây chẳng suốt thà về ping internet score lắm score ý nè score đi con score đây ok chứ mà sân chưa nên học nên mình chụp ngó lấy nó không nó cứ ai vậy thì bán
nhóm xung xung với tiền ơ nhóm khơi như là cụ à router ISP 1 mà là cụ nhóm khơi là cụ đã ở ấu nà nó luôn bẹt nhưng không mình cụ làm bày 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 nó luôn bẹt nhỉ luôn bẹt nó nhóm thơ nhóm chơi bạc ca xăm nên mối nhóm bạc ca luôn bẹt nè mộng thế là bẹt ok thôi ai được thinh cái năng mộng luôn bẹt ok năng ngày buổi tam bất pena để dân configure loop bank chẳng viên năng do cái năng đặt cho không đào thiên thể bộ lại chia được này liên cái này thì đào nè ok tao bây giờ vì hạ bây đôi chia subnet mỗi nước không đào tới nên chẳng chẳng chỉ tụ tới nước không testing cứ dân ai bắt loop back chung nụ bắt cả land mỗi chúng ta những chưa đào được sai những chưa đào được sai cứ dân thử loop back chẳng tao bây thử tay chúng em tục bay lại nét ngọc nia bớt dần chỉ mình dùng ngõ lại ai xua tiết dừng ai thừa năng nơi tam đi đi luôn bớt dần chỉ mình dùng ngõ dừng ai gì nia nhưng thừa đào màu bầm bảy đấy ok bạn nơi nơi chương bớt dần chỉ là nà... bạn bạn nơi của nhóm là vẫn cũng trong bàn châu mình cũng trong tu mình nhưng từ đây là ta trong bàn châu được không mình nó ở đây thì ở đây thì bạn chẳng bán cú topology nó ngọt cái này nó nhập nhà ao vậy bớt sân chia cái dương ở toàn bán cú có nhập nhà ao hay đá dương ai vô tới bài mười một tự mà tôi bán cú thì cũng toàn ngày nãy cũng trộn vào cái đòn này là này rồi ờ này tam bích nhôm gì hai mà đòn này chẳng cái này dương ai chỗ ta download thế nên không có đúng nó cứ dương miệng đấy Ai tin nghe đó là nó mất support đồng như thế. Support. Support lên router. Ở thế anh ấy support à? Router mùi nè, nhiều router mùi nè. Router là internet. Ở thế vì support à? Nên nhóm thử nè. Nhóm bò có support. Router đang không pakai tracer nữa đây. Bạn router nó không pakai tracer đây. Bạn của bạn. Vô à mẹ mùi nè, mẹ mùi mẹ mẹ chứ lại. Khang khả năng của trong đó. Nè. Ở đây khang nó có gì? Anh đi. Buồn năng năng ai của. Chồng mà nó miên ta. Anh đang nhóm mình prà năng nè, nhóm bông prà năng ta. Anh nhóm khỏi đi cứu với support. Ở support mày vái tới với chân mày. Bạn vậy tới vì ở trên mà vậy khó ấy ở địa anh đang dưng nơi global configuration mode và như vậy để IP net là inside máu source chứ vậy xả vậy bọn tìm ở local mode đó này với miền bắc hết comment class về support nơi global configuration comment class về support nơi privilege mode chẳng khó khăn gì nơi là privilege mode cứ dùng ở thời ban thì dùng còn là ban show ban ấy phải tại dùng ở lại cái configuration này thì dùng chọn chỗ từ cái configuration tôi để dùng chỗ từ đó global configuration mode chứ sao còn tiền mình vậy
À, comment IPOS point to point bạn này tha dương nâng ao interface nâng client để chứa point to point link với by default bên này để dương configure via the ethernet dương ai vay comment nằm bay đắng show IP show IP OSPF interface trên những khi tha à cái này đi cứ cái đại network type point to point mình chơi trên này không trước đây dương OSPF bên này để dương lại về từ chip point to point viên năng ở miền DO hay BDO ấy. Chờ lại những chỗ từ mới tiết viên miền DO BDO ấy. POSPF neighbor viên ở miền BDO BDO ấy. Ok you might show IPOSPF the take one trên chỉ tu tới comment nâng bạn này thay dương enable là port nâng từ chia point to point link phần tay bản thân dương auto enable thế đối chiếu khe hàm mũi đi show IP OSPF interface với chi gà xuống pi ní ủa nên dùng enable với từ point to point đấy bây giờ dương ở trong ai biết từ point to point dương còn no in mà no IP OSPF network trong cái này nó viên đang tới chia show IP OSPF interface chỉ cần xuống P trong việc tới chia block hai vậy nhỉ trong bản này tha bản thân dương ọt khi dương bản thân chỉ ọt vậy à bật máy lúc này dân bởi dân ọt config y tế viên trên broadcast bởi dân config trên point to point chẳng là dân xong rồi dân clay ta point to point nâng mấy broadcast mình chỉ tôi đang nâng từ policy đại phía direct connect chẳng hạn point to point mà này ta môi tôi là môi bởi dân chỉ không cả này môi tôi là môi với những ai configure point to point bạn và ta bởi dân chỉ không cả này đại dân miền switch môi chẳng dương miền anh đi cái này mà ra từ muối anh đi cái này mà ra từ pi anh đi cái này mà ra từ bảy anh đi cái này mà ra từ bốn cho mình này thay ra từ bốn đó cứ thật là không block hard domain từ muối bên này là viết thật là không block hard domain từ muối cho mình này thay dương ở ai configure từ point to point thì là sao vía point to multi point bạn này chẳng dương ở ai configure point to point bạn này chẳng cho anh ta này ai dùng vậy chẳng ấy nhưng mà bỏ sai từ một phần đó data point to point copy point to multi point mạch vô bên trái trong bộ sân chia à mũi từ mũi đến bộ sân thì giờ mất mấy point to point vía đa để tới vía đa để có tha vía 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 đa bên trái cho người ta vía nâng chấm này pel tới lấy do hay nâng video tập phần này thì bên trái chỉ luôn cứ vía đa đi kia bạn nhưng cứ xong nhưng xong lơ cái này mình đi cùng chung mà xem chia cả này để dùng mình đang ta cái này thầm là mua ấy chứng nhưng không biết được biết quay của mình biết point to point như của mình nâng lại point to point chỉ tu tới về nhóm thơ bất kinh chẳng là nhóm ra point to point nhóm mà chơi ra broadcast không và tại nó không cả này dùng cho cả can đào ở trán anh ấy cứ dùng ở cao thì ở đây với point to point mà này ta môi tôi là môi vậy bản thân chỉ không topology chứ môi tôi là chán cứ dùng ở prad bài này prad vì ở form này vì error chứ này với bên này để dùng enable vì tới chỉ point to multi point vì năng mình generate multicast dùng NOSPF khi tại dimension multicast pi 1.4 prad pi 1.4 môi cho nên pra đầm bay transmit information đòi base lửa hay cái bio video tại nhóm mình từ xin chúng mình đòi nên thế vấn đề của pra bậc này ta vì run multicast đầm bay chai chai LSA information chứ vấn đề này có nông cản này khác của chúng ta pra
broadcast đây ưu tiêu không cả này kì cả này dân ran VOP dân bàn điên ASOP rồi này ASOP VOP cho nên bên không first hop redundancy protocol anh nói cái gì bàn điên này nếu không cả này chân như mình router mũi mình router mũi mình router mũi tiết đảm bảo với redundancy chân viên miễn vượt vượt chu lại pi mũi chân nó không cả này nó bật sân chỉ miễn ủa thì ta switch này cứ chỉ switch layer 3 hay run OSPF chỉ muốn nâng mà này ta đi OSPF anh đi OSPF đấy chứ nhưng khi ta có tố bay chỉ viên miền virtual IP tầm môi cái đó tại không cản này nên dừng lại đã point to point mà này nó không first hop redundancy nhưng mà thì họ với chú bác thì họ ta được không ASOP nó không hot standby routing protocol cứ dừng lại para point to point mà thế là sai cái mình router pin chứ hay mình switch mũi chứ mình làm bay device thứ point to point lên cái này nhớ dừng lại para broadcast mà thiết sẽ chứ nhưng mà vậy bỏ slide phần nữa point to point hay nữa broadcast mà thiết sẽ